Chào chào, mình xin chào cả nhà nha. Cả nhà bữa nay mình mua nửa ký chả nè. Mình có mua nửa ký chả nè, chả nè, chả cá dảnh người ta làm sẵn rồi nè. Rồi mình mua mình về mình khỏi bầm. Rồi bây giờ mình sắc củ hành tím, đặng mình ướp vô mình đem đi chiên. Giờ mình sắc hành tím, mình ướp cá. Hồi cá mình chiên mình ăn với rau sống. Đây mình có con thao rau sống nè, hồi mình lặt mình rửa đặng mình ăn chung với cá. Xin mời cả nhà vô bếp cho mình nha. Bây giờ mình bầm hành tím rồi nè, mình bỏ vô chả cá mình ướp. Bây giờ mình ướp gia vị luôn. Mình cho ít bột ngọt, chút xíu muối. Tại hồi mình ăn mắm chua mình đừng có ướp mặn. Hạt niêm một ít, tiêu. Giờ mình đánh này lên cho nó dai. Hồi nãy mình có bầm á, một chút thịt mình bỏ vô con chả này nè cho nó ngon. Giờ mình bớt chả cho nó dai. Mình cầm lên mình dục xuống vậy đó. Quá. Giờ mình nắm chả hồi đâu mà chiên để rồi rồi ra đẩy lên nguyên một cái dính khó lấy ra quá. Mình đẩy chút dầu quá cho nó rồi. Chả là nhiều rồi nha. Chả này một hồi mình chiên vàng á cả nhà, mình mới khô bầu quá. Mình mới phát hiện có trên vàng của mình có trái bầu ăn được kìa. Khô bầu á? Khô bầu á, để em thôi nó già uống nè. Cái này khô bầu ngon lắm. Chảo nóng rồi mình cho dầu vô. Chiên. Ướp gia vị á, cái hành tím nó thơm á. Cho ai nhỉ? Dạ. Cho hàng không? Dạ. Được có lớn hả nhỉ? Dạ. Trời, chưa có bự nữa ăn. Chả cá dảnh chính vàng rồi mình vớt ra. Mình 9 miếng mà giờ mình đem đi kho 4 miếng đi. Còn 5 miếng đây mình hồi mình làm nước bánh chua mình ăn với rau cải. Mình bỏ vô mình chiên luôn. Mình nhắm nó thôi nó không có đủ chỗ.
này đãi xuống là không có lấy lên á. Này mình chụp lưới riu riu thôi các bạn, mình chụp mạnh quá nó khét, nó không ngon miếng chả thôi. Nó vàng luôn luôn, nó không có khét, nó không có áp. Ngon lắm, chả này ăn dai lắm. Cá dảnh mình rất là rẻ, miền Tây này mùa này cá dảnh dữ lắm các bạn ơi. Ngon quá trời ơi. Mình sắc kìa. Còn hầm mình kho. Còn non quá ha. Ừ. Sắc cục cục đi. Kho cho nó ngon. Bây giờ mình lấy cái chảo này mình kho luôn. Mình cho hành tím vô. Chiên xong kho luôn, khỏi công rửa. Sướng quá. Hành tím thơm mà mình cho tàu vô. Tàu vô mình cho ít nước màu vô. Dành lớp gia vị luôn. Mình cho ít bột ngọt. Tí hạt nêm. Tí xíu muối. Nước mắm. Rồi bỏ nước cho mình kho. Mình kho bầu cho mềm mà mình bỏ chả cá cho mình kho. Giờ mình sắc chả kìa. Thôi còn nóng hổi luôn. Chả này ăn không ngon. Gai vô. Con chín rồi mình giờ mình xúc ra dĩa. Mình cho ngò với ớt lên. Giờ mình rửa ra thơm với sợ cải giòn. Mình giò giò vậy nè, cho nó ra hết ba cái bụi á. Cải này á không có xài ướp sâu rồi mình không có ngâm muối. À, xin chào các bạn nha, xin chào các cô chú, các anh chị nha. Thì bữa cơm của vợ chồng mình cũng đã làm xong rồi. Hôm nay thì vợ chồng mình ăn chả cá dảnh. Chả cá dảnh vợ mình đem chiên. Một mớ thì đem đi kho bầu. Còn một mớ này mình gói rau cải mình chấm với mắm chua. Này dĩa rau cải nè các bạn, rất là ngon luôn. Này cải giòn nha. Vậy xin mời các cô chú, các anh chị, các bạn, xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Ăn cơm với vợ chồng mình nha. Giờ cơm mình nấu cũng xong rồi cả nhà, xin mời cả nhà ăn cơm vợ chồng mình nha. Mời bà chú ăn cơm con. Mời con hai cơm. Mời dùng hai cơm. Cơm chín rồi, vợ chồng mình xin mời cả nhà dùng cơm. Cơm ăn. Bạn đi con. Ăn đi con. Nghe nào. Mời rồi cho ấm cúng nhà cửa chúng ta. Dài quá này. Cá này dài quá. Ngon tuyệt vời. Thầy trao cậu gái chính xác không hả?
Hồi sáng hai vị cháu ra ruộng câu cá có bạn. Không có con á. Về luôn. Không mấy tiếng mà hầu. Nè con nghĩ tôi quá. Trời ơi, con ừ? Chuyện hay nghe là mấy số luôn. Mấy số chứ. Cái mời khi dựng hai nhà anh con nhóc luôn, bữa nay có con đi không vui anh chui quá. Cay quá. Ôi, ai, con đi câu chung với ai ai cũng nói à. Con sao cá hả? Đi chung mẹ xù quá. Không câu dính nào luôn. Cá dài ngon. Con. Ngon. Con nhỏ. Dài sắc là tưởng sao rồi. Tưởng sắc không? Có. Ngon quá. Ừ. Ừ. Khó chịu. Chả dài quá quá. Ngon quá. Đâu rồi mà ăn hoài không hết. Để cứ. Ngon. Có 4 tháng thôi rồi chồng. Hơn ha. Hơn. Tổng tiền. Nhà hàng còn cũng làm được như con hai nữa. Em ngon ha. Được rồi ha. Hấp dẫn. Cái nào cũng thơm sao. Con hai. Ừ, chả dài ngon. 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 Làm bộ vậy. Trời, làm bộ đâu. Nói thiệt á. Giờ anh hỏi thầy quá. Không phải vậy mà. Bữa hôm có hai bún cây quế á. Ai vui. Kêu. Con thằng Nghĩa bún Đạt. Thầy kêu tên con. Con kêu tên Đạt. Cái nhỏ nhỏ này non lắm á. Đúng bài luôn. Bài luôn. Đau quá chồng. Ngon lắm. Bữa nay con phải hết xuống rồi. Thank you.